Lão già không biết xấu hổ. Suốt 40 năm nay ta là bông hoa khoe cát, đi đâu cũng đàng hoàng đoan chính. Hôm nay nhờ ông xin thử nhân duyên mà ông dám sờ tới ta. Trời ơi, ông kêu ta làm sao mà gả đi được đây. Con người cô đó nghe không? Cô kêu người ta xem tướng cho cô. Tôi mụ chứ bộ. Nó không sờ bàn tay cô sao xem cho cô được chứ. Đúng không? Quá đáng thiệt cơ. Ông còn sờ nữa. Lão hao sắc. Đây là xem tướng sao? Rõ ràng là lợi dụng ta. Mọi người đến coi đi. Ông là đồ lừa đảo. Trời đất ơi, ta lợi dụng được cái gì? Ta đã bói ra được rồi. Cô không gả đi được đâu. Nên ta an ủi tí xíu thôi mà. Dù sao cũng không gả đi được. Sợ ta tí xíu làm thế ghê. Đúng là còn chưa bắt đầu chứ bộ. Cái người này đó tự xưng là thần xem tướng gì đó nghe. Một tháng trước mới tới đây xem tướng. Hai người là đồ háu sắc như vậy. Lúc đó hình như Nguyệt Nhi nói sức mạnh của ta là tốt hay xấu chưa xác minh được đúng không? Đúng vậy, sao vậy? Nếu ta lấy sức mạnh này để hành hiệp trượng nghĩa, có phải là chuyện tốt không? Hình như nghe cũng có lý ha. Vậy ta có cách để Nguyệt Nhi không giận rồi. Lại đây, lại đây. Được đó nha. Ê, thay đồ hả? Thấy sao? Thấy sao? Đẹp lắm, đẹp lắm. Thiếu gia thiên minh. Nè, 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 nhét vào. Nè, nè. Bao, nè. Bao. Nè. Nhét vào đi. Sao vậy hả? Người muốn ta phỏng chết hả? Vừa mới ra lò luôn đó. Anh thổi chút thì được rồi nè. Được rồi, hết nóng rồi. Nè. Thấy sao? Đợi chút, đợi chút. Chỗ này. Làm gì vậy? Hình thù không có giống. Không phải. Ai cho ngươi đi mua cái bánh bao tam giác này chứ? Hay không phải mua hai cái là được sao? Được rồi, đưa đây. Miếng cuối cùng cho huynh rồi. Thôi 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 thôi, thôi đi. Thấy sao? Nguyệt Nhi, nhìn kìa. Đại mỹ nữ ngàn năm mới gặp đó. Nguyệt Nhi, không phải cô nói sức mạnh trên cơ thể ta là tốt hay xấu chưa xác định được mà. Bây giờ ta nghĩ thông rồi. Sức mạnh không phân tốt xấu, chỉ cần ta không dùng nó làm chuyện xấu là được. Thí dụ. Nguyệt Nhi cô đi, nhìn ta đi. Biết khi nào ngươi được phát tài, khi nào được phát đại. Vị thần tiên đây, xem cho tiểu nữ một quẻ được không vậy? Chân dài dữ vậy ta. Cái này ông cũng nhìn được luôn đó hả? Cái này nghe gió đoán là được thôi. Cô muốn xem tướng hay là muốn xem cốt vậy? Người ta cũng không có biết nữa. Sáng nay thức dậy ta đã bấm được một quẻ này. Ta biết sẽ có khách quý tới đó. Cái vị nữ tử đây xương cốt cứng cáp, cho nên là thích hợp xem cốt hơn đó nghe không? Vậy tiểu nữ tử sẽ nghe theo lời dặn dò của thần tiên hết. Ngon lành. Kì kì. Xuống tí xíu, xuống tí xíu. Sắp lại. Sam sợ. Vậy vậy vậy. Sao vậy? 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 Sao vậy
Có người sạm sỡ mà. Có người sạm sỡ gì vậy? Đừng đừng nghe cổ nó lung tung mà. Không có đâu. Không có đâu. Trời đất ơi, của ta nó lung tung á. Chỉ xem cốt thôi mà. Xem cốt phải sờ sờ tí xíu chứ. Xem cốt thôi mà làm gì sạm sỡ. Nói bậy bạ không tha. Có làm gì đâu chứ. Gì vậy? Băng lại, chúng mình mau đuổi theo. Đừng Hoàng gia, chuyện này không liên quan tới tôi. Tôi chỉ là thầy bói gian đường thôi mà. Lúc nãy một cô nương, à không, một người đàn ông, à không phải, một người nam, không phải nam nữ, không phải nữ, chạy về hướng kia kìa. Chính là bọn chúng, đi bắt lại giùm tôi đi mà. Tất cả đuổi theo. Tránh ra. Tránh ra đi. Làm rất tốt. Nữa đi. Thiên Minh, người sao vậy? Bên đây. Thiên Minh, người có sao không vậy? Không hay rồi, sức mạnh của Thiên Minh không kiểm soát được nữa. Đáng chết thiệt, quan binh sắp đuổi theo kịp rồi. Nhanh lên, bên đây nè. Đi theo ta. Hướng này. Được. Thiên Minh, cố gắng lên. Bên đây. Bên này nè. Thiên Minh. Có sao rồi? Thiên Minh. Không được rồi. Nếu cứ như vậy, ba người chúng ta đều sẽ nguy hiểm. Nguyệt Nhi, cô chăm sóc cho Thiên Minh. Ta đi dụ đám quân binh. Cô nghĩ cách đưa hắn về trước đi. Ừ, thiếu chủ, quân phải cẩn thận đó. Cô yên tâm đi. Thiên Minh, Quỳnh sao rồi hả? Thiên Minh. Nguyệt Nhi, cô mau chạy đi, không cần lo cho ta. Quỳnh nói bậy gì vậy? Thiên Minh. Nguyệt Nhi, mau đi. Quỳnh không chế bản thân đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Minh, cố gắng lên. Thiên Minh. Đứng lại cho lên. Đứng lại. Bên đây. Đứng lại. Làm gì vậy? Đứng lại đi. Dừng lại. Ta chính là đệ đệ của Tuyết Nữ. Đệ đệ của Tuyết Nữ hả? Đúng, ta chính là đệ đệ của Tuyết Nữ. Sở dĩ ta ra tay vì ta thấy chiếu mắt lão háo sắc kia ức hiếp mọi người. Sao các ngươi không đi bắt hắn đi mà lại bắt ta chứ? Ngươi nghĩ ta ngu hả? Tuyết Nữ cô nương ở trong thành Lạc Dương bao nhiêu năm, sao ta chưa từng nghe cổ của đệ đệ bao giờ? Còn ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ta... Ngươi không tin ta có đúng không? Ngươi không tin ta hả? Được, ta đi tìm Tuyết Nữ tỷ đây. Vị quân gia này đi qua tệ xá, sao lại không chịu vào trong uống một ly rượu chứ? Tuyết Nữ cô nương khách sáo rồi, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ hiện đang thi hành công vụ. Nghe ngài nói kìa, nếu không phải đệ đệ không hiểu chuyện, sao có thể làm phiền ngài đại giá? Không dám. Liên Chi, mang rượu đến đây. Thank you.
Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Sao ngươi cứ gọi tên cô ta vậy? Lẽ nào cô ta có thể cứu ngươi sao? Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Có chuyện gì vậy? Trước đó trên đường đi, ta còn đi chung với bọn họ. Sau đó Thiên Minh bị ngất xỉu, ta mới kêu Nguyệt Nhi trốn với Thiên Minh để ta đi dụ bọn Quang Minh. Ta tưởng là bọn họ đã về rồi chứ. Bọn họ trốn ở đâu? Chuyện này đừng có nói với Dung tỷ tỷ được không? Bớt nói nhảm, vẫn được. Thiên Minh, Quỳnh đâu rồi? Thiên Minh, Quỳnh thấy sao rồi? Thiên Minh à, Quỳnh thấy sao rồi? Thiên Minh, Quỳnh cố gắng lên. Thiên Minh, Quỳnh đừng dọa ta. Thiên Minh, Quỳnh đừng dọa ta. Cố gắng lên. Thiên Minh. Quỳnh sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Thiên Minh, Quỳnh tỉnh lại đi. Quỳnh sẽ không sao đâu. Quỳnh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Nguyệt Nhi. Tỉnh lại đi. Nguyệt Nhi. Thiên Minh. Nguyệt Nhi. Thiên Minh. Nguyệt Nhi là cô sao? Là ta. Ta sợ quá. Ta sợ đám quan binh đó. Sợ bọn họ bắt ta đi. Như vậy nhất định sẽ liên lụy mọi người. Trời ơi, ta vô dụng quá. Ta vô dụng quá. Vô dụng quá. Vô dụng quá. Quỳnh đừng vậy mà. Thiên Minh, Quỳnh đừng như vậy. Không sao đâu, Thiên Minh. Không sao đâu. Ở đây nè, Thiên Minh. Thiên Minh, vị trí cô nương. Thiên Minh. Đây. Không sao chứ? Không sao. Đi thôi. Sư phụ, lần này con đuổi theo họ đến Lạc Dương. Hơn nữa Thiên Minh cũng có thể tự do điều khiển sức mạnh của Ngọc Sát. Đông Hoàng đại nhân rất hài lòng. Chắc là sẽ không tính toán chuyện con chưa hoàn thành ở quỷ thôn đâu. Tạ sư phụ chiếu cố. Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Đúng lúc Đông Hoàng đại nhân phái ta đến Lạc Dương làm việc, tiện đường hỏi thăm con có hành động gì mới không. Sao vậy hả? Không có gì. Trước nay con đều không biết nói dối ta. Nói thật mau. Vốn dĩ con có thể đưa hắn quay về. Cái gì? Nhưng mà tình hình hắn lúc đó rất xấu. Nếu con cố đưa hắn về Hàm Dương, hắn nhất định sẽ chết trên đường đi. Cho nên con mới đưa hắn quay lại hay sao? Con không muốn thấy hắn chết. Ngu xuẩn mà.
Đông Hoàng đại nhân đã trao cho tên tiểu tử đó thần lực của Ngọc Sát, sẽ không để hắn chết dễ dàng đâu. Thủ đoạn của Đông Hoàng đại nhân dành cho những tên phản đồ cực kỳ độc ác, không phải con không biết mà. Đồ nhi biết lỗi. Nhớ kỹ cho ta, ta cũng không muốn nhìn thấy con phải chết. Hãy đi đi. Yeah.